Ủa, sống ở rời Tây là sướng nhất rồi còn gì nữa? Đây là câu mà mình thường xuyên được nghe khi mình nói với ai đó rằng mình đang sống ở Úc, nhất là từ mấy người lớn tuổi tầm cô chú mình trở lên, trong những lần trở về Việt Nam của mình. Những lúc như vậy thì mình chỉ cười trừ, vì mình biết kể cả khi mình nói ra mặt trái của cuộc sống nơi đây, thì với những quan điểm mang nặng tính sùng Tây của họ như vậy, cũng sẽ lại cho đó là nhỏ nhặt và rằng là ở Tây, hay cụ thể hơn là ở Úc như mình thì sướng hơn ở Việt Nam nhiều. Lớp trẻ bọn mình thì do được tiếp xúc nhiều với nguồn thông tin qua Internet, nên cái nhìn phần nào cũng khách quan hơn, biết nói rằng ở đâu thì cũng có cái hay cái dở của nó thôi. Thế nhưng nó hay thế nào và nó dở ra sao, liệu các bạn đã biết tường tận về nó hay chưa? Và trong video này, hãy cùng với Spy Room trả lời cho các câu hỏi trên qua bài viết Cuộc sống nơi rời Tây hay và dở của tác giả Limitless nhé. Với trải nghiệm hơn chục năm học tập, sinh sống và làm việc tại Úc, video này sẽ mang đến cho các bạn chính xác bức tranh thực tế cuộc sống xa xứ từ một con người Việt Nam. Và nếu như bạn đang có kế hoạch du học và thậm chí là định cư ở một đất nước khác, thì đừng quên ngoài video này ra, chúng mình còn có group anh em cần cù du học của AECC Global Việt Nam kết hợp cùng với Spy Room. Tại đây, bên cạnh việc hỗ trợ và hướng dẫn từ A đến Z về quy trình chuẩn bị trước khi đi du học, chúng mình còn thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết và mới nhất về các chương trình du học, đặc biệt là tại các quốc gia Anh, Úc và khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, những chia sẻ và kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh và chuyên gia tư vấn cũng là đặc sản của anh em cần cù du học. Chăm nghe thì không bằng một thấy. Hãy tham gia group ngay tại đường link trong phần mô tả của video và comment ghi ở phía bên dưới để gia nhập cộng đồng anh em du học của chúng mình ngay nhé. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu video với Spy Room thôi. Đầu tiên, hãy tìm hiểu về những cái hay nhất của cuộc sống ở phương trời xa lạ. Thứ đầu tiên mình nghĩ đến là sự tiện lợi trong tiếp cận thông tin. Mọi thông tin cần thiết đều có thể dễ dàng tiếp cận qua Internet, làm qua Internet, từ những việc nhỏ như đăng ký khóa học, mở tài khoản điện nước, tới những việc lớn như xin lý lịch tư pháp hay xin visa, mọi thứ đều được số hóa và có những hướng dẫn rất cụ thể. Điều này sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và quan trọng hơn là lưu lại bằng chứng điện tử để dễ bề đối chiếu sau này. Mình thích nhất ở đây là mọi website đều chuyên nghiệp và chỉnh chu, thân thiện với người dùng và dễ dàng tìm kiếm thông tin, không bị lag, từ những trang web của các cửa hàng nhỏ tới các trang web của chính phủ. Thông tin trên các trang web cũng được cập nhật khá nhanh chóng mỗi khi có gì thay đổi. Ngoài ra, những thông tin liên quan tới thay đổi trong cơ sở hạ tầng của từng khu vực cũng sẽ được thông báo cho từng người dân ở khu vực đó. Cũng chính nhờ sự tiện lợi trong việc tiếp cận thông tin như vậy mà cuộc sống nơi đây khá là đơn giản. Ai cũng có thể dở luật ra trong vòng vài cú click chuột, nên đi đâu hay làm gì cũng không sợ mình bị đối xử không công bằng. Bạn đi làm mà bị trả dưới mức lương tối thiểu, dở luật ra và bắt chủ phải trả đủ, không trả thì kiện, mà kiện thì chắc chắn thắng, vì luật đã như vậy rồi. Tính cách anh như một thằng tồi nhưng công việc anh vẫn làm tốt, thì chủ vẫn không thể đuổi anh dù họ có ghét anh tới mấy đi chăng nữa. Mọi mặt khác trong cuộc sống cũng đều như vậy, đơn giản là làm theo luật và mọi thứ cứ thế tà tà diễn ra. Đây có lẽ là lý do mà nhiều người đi làm ở các nước phương Tây, khi về tới Việt Nam thì dễ bị shock văn hóa, bởi môi trường làm việc ở Việt Nam phức tạp hơn. Thứ hai là về việc học đại học. Việc học đại học ở đây cũng đơn giản và thuận tiện, cổng sinh viên online được sử dụng triệt để và hiệu quả. Đây là nơi chứa tất cả những gì sinh viên cần có để hoàn thành khóa học một cách xuất sắc, từ tài liệu học, kỳ nào có những môn nào có những tiểu luận nào, mỗi tiểu luận cần làm những gì, đăng ký môn cho kỳ sau ra sao, vân vân, tất cả đều có ở đây. Vì vậy nên sinh viên ở đây luôn được khuyến khích khai thác cổng sinh viên trước khi tìm tới sự hỗ trợ từ nhà trường. Cái mình thích ở đây là dù rất đông sinh viên nhưng cổng sinh viên không bao giờ bị lag hay nghẽn, kể cả lúc đăng ký môn hay tra cứu điểm thi. Ngoài ra, các giáo sư ở đây và cũng là những người phụ trách bộ môn đều khá công bằng. Nếu bạn trình bày với họ rằng bài luận của bạn xứng đáng được điểm cao hơn, với những lý do hợp lý thì họ sẽ điều chỉnh điểm tương ứng. Tính mình thì hay muốn hiểu sâu nên khi học hay hỏi vặn, nhưng họ đều trả lời được ngay tức khắc. Cơ sở vật chất của các trường đều từ tốt cho tới rất tốt trở lên. Quan trọng nhất là nhà vệ sinh lúc nào cũng sạch. Điều hay ho thứ ba là thời tiết của Úc giống Việt Nam tới bất ngờ. Thời tiết ở Melbourne dù thất thường và điên rồ y như tính cách của Úc, nhưng vẫn dễ chịu hơn so với Canada hay Mỹ. Ở đây một năm cũng có 4 mùa như ở nhà, nhưng đôi khi 4 mùa ấy lại xuất hiện trong cùng một ngày. Và mùa hè thì sáng 9 giờ có thể chỉ 22 độ, tới trưa 12 giờ đã lên tới 37 độ, tới chiều tối tầm 9 giờ có thể tụt xuống còn 12 độ, hôm sau lại có mưa đá. Để dễ mừng tượng thì đây là video mình quay lại sau khi mình bước vào hàng McDonald's lúc trời đang nắng nóng, mà với 5 phút sau đi ra thì trời tự dưng mưa và lạnh đột ngột từ bao giờ, khiến nước mưa bốc hơi và bay là dưới mặt đường như này. Thời tiết thay đổi đột ngột thế này thì dễ làm người già ốm, nhưng lớp trẻ thì nhìn chung là không có vấn đề gì. Vì khá giống ở Việt Nam nên người Việt mình dễ thích nghi với bên này, mặc dù là khi ở Việt Nam vào đông thì bên này vào hè và ngược lại. Ngoài ra thì không khí ở đây cũng khá trong lành và không nhiều bụi. Điểm thứ tư mà mình ấn tượng ở Úc là an ninh và thu nhập. An ninh tốt, nhiều năm liền, Melbourne,
thành phố mà mình đang sinh sống luôn nằm trong top 10 thành phố an toàn nhất thế giới. Đương nhiên thì thi thoảng vẫn có trộm cắp, cướp giật hay thậm chí là giết người, chứ không phải là không. Nhưng nhìn chung thì cuộc sống nơi đây tạo cảm giác an toàn khi bước ra ngoài đường. Người dân không tùy tiện chạm vào đồ của người khác, nên khả năng bạn tìm lại được đồ để quên ở hàng quán là khá cao. Tai nạn giao thông ít do hầu hết mọi người đều đi đúng luật. Khi xảy ra tai nạn thì tỷ lệ tử vong cũng ít vì đa phần là mọi người đều đi ô tô. Ngoài ra, một trong những điều làm Melbourne trở thành thành phố đáng sống nhất thế giới nhiều năm có lẽ là mức lương cơ bản cao. Mức lương tối thiểu có thể dễ dàng được tính toán dựa vào độ tuổi, số năm kinh nghiệm, ngành nghề cũng như là việc bạn làm toàn thời gian, bán thời gian hay là thời vụ. Người dân có thể vào trang Fair Work Ombudsman, tự nhập những thông tin của mình vào và website sẽ chỉ ra cho họ mức lương tối thiểu mà chủ doanh nghiệp phải trả cho họ. Ví dụ ở đây là mức lương tối thiểu của một người trên 20 tuổi làm bồi bàn trong một nhà hàng toàn thời gian sẽ có mức lương trước thuế là 20,82 đô một giờ. Lưu ý đây chỉ là mức lương tối thiểu. Vào thời năm 2016, khi mình còn làm sinh viên, đi làm bồi bàn bán thời gian đã có lương là 22,3 đô một giờ rồi. Với con số này thì đây là lý do bồi bàn ở Úc không sống bằng tiền tip như ở Mỹ. Một số nơi còn không cho nhận tip từ khách hàng. Đây là lương trước thuế. Lương thực tế vào tài khoản của bạn sẽ ít hơn vì thuế thu nhập sẽ tự động được trừ đi. Mà trừ bao nhiêu thì bạn cũng có thể tự tra cứu trên mạng của sở thuế. Tới cuối năm tài chính, tùy vào mức thu nhập của bạn mà bạn sẽ được trả lại hết hoặc một phần thuế bạn đã đóng sau thuế. Chia ra lương của bồi bàn như trên sẽ rơi vào tầm 21,5 đô một giờ. Một cốc Starbucks cỡ lớn nhất ở đây là 5,5 đô Úc. Tức một giờ bạn làm có thể mua được tầm gần 4 cốc như vậy. Bạn hoàn toàn có thể mua được quần áo đẹp và tốt với mức giá khoảng 10 đô một cái, đôi khi là rẻ hơn nữa cơ. Vậy nên là khi sống và làm việc ở đây thì có thể nói đầu óc của bạn sẽ khá là nhẹ nhõm và thanh bình, không bị quá áp lực về việc cạnh tranh tìm việc lương cao để chi trả cho cuộc sống. Ngay cả khi bạn làm bồi bàn cũng có thể hoàn toàn chi trả sinh hoạt phí và sống thoải mái, thậm chí thi thoảng còn có thể mua đồ xịn sò. Thậm chí, nếu biết tiết kiệm, trong vòng khoảng 5 năm, chứng minh được thu nhập và đặt cọc ít nhất 5% giá trị căn nhà, tức là tầm 25.000 đô, là bạn có thể mua được rồi. Nhưng mà tất nhiên là không phải trường hợp nào cũng như vậy. Nhưng nhìn chung là ở bên đây thì sự phân biệt về nghề nghiệp gần như là không có, hay chí ít là mình không quan sát thấy. Bạn có làm lao động chân tay thì vẫn được tôn trọng và chào đón niềm nở như những người khác. Mà có một sự thật là nhiều nghề lao động chân tay kiếm được nhiều hơn rất nhiều so với lao động trí thức. Vậy còn ở Úc thì giao thông đi lại thế nào? Xe cộ ở đây cũng dễ mua với mức giá rẻ, rẻ hơn rất nhiều so với ở Việt Nam, tầm khoảng 7 đến 8 nghìn đô Úc. Với tỷ giá hiện giờ là khoảng 140 triệu là có thể mua được một con xe second hand không quá cũ, đủ để chạy ít nhất 5 cho đến 6 năm rồi. Cái này thì thường là sự lựa chọn của các du học sinh, chạy hết thời gian học, về nước thì bán xe là vừa. Nếu giữ xe thì có thể chạy được lâu lâu hơn. Ai muốn xe tốt hẳn thì có thể mua xe với tầm giá khoảng 16 đến 24 nghìn đô. Xe sang nữa thì cũng chỉ cần có trong tay từ tầm 1 tỷ rưỡi tiền Việt. Còn những ai mà không có xe thì hệ thống phương tiện công cộng ở đây cũng khá là thuận tiện. Ở đây thì có đủ xe điện, tàu và xe buýt tỏa đi mọi hướng của thành phố. Các phương tiện này thì tương đối đúng giờ, thường xuyên có chuyến và khá là sạch sẽ. Tiện ở chỗ là lịch chạy của những phương tiện này đều được cập nhật thường xuyên trên website và ứng dụng trên điện thoại. Có thay đổi gì thì bạn sẽ đều có thể nắm được. Chúng cũng được kết nối với Google Maps nên nếu bạn muốn tra đường đi bằng phương tiện công cộng từ điểm A tới điểm B, vào ngày này giờ này thì Google Maps sẽ chỉ rõ cho bạn phải bắt chuyến nào, xuống ở đâu và cũng sẽ báo cho bạn biết là có bị hủy chuyến hay không. Người Việt lớn tuổi ở bên này rất thích điều này, nhất là với những ai sợ lái xe. Cuối cùng là ăn uống, khám bệnh và giáo dục cũng rất dễ chịu. Đồ ăn ở đây rất đa dạng. Là quốc gia đa chủng tộc giống Mỹ nên Úc không có cái được gọi là đặc sản. Melbourne là thủ đô văn hóa của Úc nên bạn hoàn toàn có thể thưởng thức đồ ăn ở khắp nơi trên thế giới với giá cả khá là phải chăng và cũng rất giống vị gốc. Đồ Việt của mình cũng gần như là không thiếu thứ gì luôn. Y tế cũng miễn phí cho dân Úc vì mình chưa bao giờ phải sử dụng dịch vụ y tế bên này nên mình chỉ có vài trải nghiệm hạn hẹp sau. Mình biết những thứ sau sẽ được chính phủ trả 100%, sinh đẻ, ung thư, tùy trường hợp, khám mắt. Có những thứ khác thì mình không rõ. Về chất lượng dịch vụ từ những người mình biết thì họ nói là các bác sĩ và y tá đều chăm sóc rất tận tình, theo dõi sát sao. Nhiều chị bảo sinh đẻ ở đây sướng lắm. Và không phải là tất cả mọi dịch vụ y tế đều miễn phí. Nếu ai muốn được khám kỹ hơn, xét nghiệm nhiều hơn và không phải chờ tới lượt thì sẽ tự bỏ tiền túi ra bệnh viện tư mua gói chăm sóc riêng. Còn về mặt giáo dục thì cũng được miễn phí rất nhiều. Trẻ em từ mẫu giáo tới lớp 12 sẽ được học miễn phí nếu học ở trường công. Đó chỉ là tiền học, còn các tiền khác như đồng phục, sách giáo khoa, hoạt động ngoại khóa thì bố mẹ sẽ tự bỏ tiền. Học trường tư thì rõ ràng là phải tự bỏ tiền 100%. Khi vào đại học thì chính phủ sẽ hỗ trợ một phần tiền học. Phần hỗ trợ này sinh viên sẽ không cần trả lại. Phần còn lại sinh viên tự trả, có thể lựa chọn trả hết nếu có điều kiện hoặc vay chính phủ và trả góp sau khi đã kiếm được việc làm. Tức một phần tiền lương sẽ bị trừ đi để trả lại cho chính phủ. Dựa vào nhu cầu nhân lực của từng ngành mà mỗi khóa học sẽ có một mức hỗ trợ khác nhau. Ví dụ khi mình học khóa thạc sĩ sư phạm
Vì bang đang thiếu giáo viên, chính phủ hỗ trợ tới hơn 2/3 tiền học để khích lệ sinh viên học ngành này. Nhờ đó thì thay vì phải trả full phí là 37.000 đô một năm, mình chỉ phải trả 7.000 đô một năm. Nhưng ví dụ với khoa cử nhân kế toán, học phí là 34.000 đô một năm, chính phủ chỉ hỗ trợ cho bạn 13.000 thôi, còn lại sinh viên sẽ tự trả. Và đó là về những cái hay của việc sinh sống, học tập và làm việc tại một đất nước phát triển như Úc. Thế còn về mặt dở thì sao? Cái dở đầu tiên là tuy luật pháp bảo vệ con người là vậy, song đôi khi luật lệ được sử dụng không phải chỗ. Đơn cử là đợt dịch Covid, nhân quyền không cho phép chính phủ ép người dân đi cách ly được, trừ khi là mới nhập cảnh vào thì bị bắt cách ly từ đầu. Còn nếu là người trong nước mắc Covid, thì tất cả những gì chính phủ có thể làm là khuyên người dân tự nên cách ly ở nhà. Nếu người đó từ chối ở nhà và ra ngoài đi lại như bình thường thì cũng không ai biết được. Cho tới lúc phát hiện ra thì cũng chỉ phạt tiền chứ không có hình thức gì triệt để đảm bảo dịch không bùng phát. Mãi tới khi chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch rồi thì chính phủ mới có những biện pháp mạnh hơn. Hay như việc khách hàng mà ăn trộm đồ trong quán, dù nhìn thấy thì cả nhân viên lẫn bảo vệ đều không có quyền bắt giữ khách mà chỉ có thể gọi báo cảnh sát. Và khi cảnh sát đến thì đương nhiên là đã quá muộn. Nhân viên và bảo vệ cũng không có quyền bắt bạn mở túi ra để họ kiểm tra nếu bạn không muốn. Kể cả là khi bạn mở túi thì họ cũng chỉ có quyền nhìn chứ không có quyền lục lọi. Đây là lý do mà rất nhiều trường hợp kẻ nghiện cứ hiên ngang bước vào quán ăn lấy đồ và đi ra, mà chủ quán không thể làm gì ngoài việc báo cảnh sát, trình bày sự việc và cho xem camera. Nói chung là nhân quyền thường bị lợi dụng hơn là áp dụng. Đấy là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai là về mặt tối của trợ cấp chính phủ. Nhiều người sống ở Úc rồi về Việt Nam chơi, nhất là người lớn tuổi, thường vẽ ra một nước Úc đầy màu hồng và nhấn mạnh về cái phúc lợi, an sinh xã hội tốt như thiên đường, cụ thể hơn là y tế và trợ cấp thất nghiệp. Họ vẽ rằng, sang bên đấy kể cả thất nghiệp thì cũng có chính phủ nuôi. Đúng, nhưng chưa đủ. Có nhiều loại trợ cấp thất nghiệp và bạn phải đạt đủ các tiêu chí nhất định chứ không phải là cứ thất nghiệp là chính phủ sẽ nuôi bạn. Số tiền mà chính phủ hỗ trợ cũng chỉ vừa đủ để bạn sinh tồn trong thời gian đi tìm việc chứ không phải là để bạn sống nhởn nhơ và há miệng chờ sung. Vì vậy, chính phủ nuôi ở đây không phải là chuyện nuôi béo mầm, điều mà nhiều người không bao giờ nhắc tới trong những câu chuyện về rời Tây. Quan trọng hơn, nếu bạn thực sự muốn tự đi làm kiếm tiền, bạn sẽ không cần tới trợ cấp thất nghiệp. Như mình đã nói ở trên thì đi làm bồi bàn thôi cũng đã đủ để bạn chi trả tiền thuê nhà và ăn uống thoải mái. Hầu hết những người nhận trợ cấp thất nghiệp không phải là do họ không thể tìm việc, mà là họ không muốn tìm việc. Rất nhiều người trong số đó dùng tiền trợ cấp để mua thuốc lá, rượu và xà cân để phê pha suốt ngày, trong khi họ hoàn toàn có đủ điều kiện thể chất để đi làm. Ngoài ra, họ còn có thêm thu nhập nhờ việc ăn xin. Họ dùng nó để mua chăn gối để có thể trải ra ngủ bất cứ chỗ nào. Họ có đủ thu nhập để có thể nuôi cả chó, điều không hề rẻ ở Úc. Thay vì trả tiền cho một khóa huấn luyện tay nghề hay mua một bộ quần áo tử tế để đi xin việc. Vì vậy, với cá nhân mình, việc nuôi những người như vậy thực sự lãng phí và việc được chính phủ nuôi không phải là một điều đáng tự hào như nhiều người Việt Nam kể. Cái dở cuối cùng của sống ở Úc với mình là về y tế Úc. Về y tế, đúng là dân Úc có quyền lợi được chăm sóc y tế miễn phí. Mặt trái của nó là vì miễn phí nên mọi bệnh viện đều đông. Và nếu bệnh của bạn không nguy hiểm tới tính mạng thì bạn có thể phải chờ tới tận sang ngày hôm sau, thậm chí là nhiều ngày sau mới tới lượt chữa trị. Nếu bạn chỉ đơn giản là gãy tay thì tốt nhất bạn nên tới các phòng khám đa khoa bên ngoài để chữa cho nhanh. Đã từng có trường hợp em bé 2 tuổi mất trong khi chờ 2 tiếng trong phòng cấp cứu tại Úc. Ngoài ra ở Úc còn hay gặp tình trạng hay fever, tiếng Việt của mình gọi là dị ứng phấn hoa. Tới mùa xuân, khi hoa lá bắt đầu nở rộ cũng là lúc rất nhiều người Việt mình khổ sở cho căn bệnh này. Mũi thì nghẹt, mắt thì ngứa, ai nặng hơn thì còn chạy cả vào họng gây ho khan. Thuốc cho bệnh này cũng dễ mua, nhưng có lẽ là do thể trạng người Việt mình nên nhiều người dùng thuốc cũng không ăn thua. Dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bệnh này gây cảm giác khó chịu thường xuyên, khiến người mắc còn chả có động lực để đi làm bất cứ điều gì, quả là một cơn ác mộng. Và ở phần cuối này thì mình có đôi lời dành cho những ai muốn định cư ở Úc. Nếu có ai đó đang có ý định sang Úc định cư, hãy nghĩ và tìm hiểu cho thật kỹ. Quá trình xin định cư cực kỳ khó và vất vả, ít nhất là phải mất 4 đến 5 năm, phải đánh đổi rất nhiều tiền, lên kế hoạch từ trước cả khi đặt chân lên đất Úc. Nếu bạn đã kết hôn và có con thì lại càng phải nghĩ kỹ hơn. Thời gian đầu sẽ cực kỳ vất vả nếu như bạn bắt đầu từ con số 0. Vừa phải đi làm, việc chân tay, vừa phải đi học để nuôi visa, vừa phải trả tiền học phí cho bọn trẻ con. Rất nhiều gia đình hai vợ chồng đang có công ăn việc làm ổn định, con cái thì đều giỏi giang, cuộc sống vẫn hạnh phúc ở Việt Nam. Vì thần thánh hóa rời Tây, sẵn sàng bỏ hết tất cả để sang Úc làm lại từ đầu với lý do là vì tương lai của con. Mà vì không có kế hoạch từ trước thì không cần biết là có khả thi hay không, cứ cố đấm ăn xôi theo kiểu tới được đâu thì tới. Không những mất hàng chục năm mà cả gia đình phải mỗi người một phương, vợ chồng thì xa nhau, con cái thiếu bố mẹ vẫn không định cư được. Nếu bạn đang độc thân thì đi xa nước này vẫn có thể về Việt Nam và làm lại được, dù sẽ có khó khăn. Nhưng nếu bạn kéo cả gia đình bạn theo, thì nước xa này sẽ là một miếng domino đầu tiên kéo theo cả người thân của bạn xuống, khiến về Việt Nam hay cố ở lại cũng đều dở dàng. Hãy cân nhắc kỹ nhé. Và đó là toàn bộ chia sẻ của tác giả Limitless về sự thật của cuộc sống mà nhiều người cho rằng là trong mơ ở trời Tây nước Úc.
Bạn nghĩ sao về những điều ở trên? Hãy comment ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ video này. Mình là Yoshi. Tạm biệt và hẹn gặp lại.